quay luôn cả anh Hải luôn. Quay luôn cả anh Hải luôn. Anh Hải đang quay luôn. Gạo, bốn gạo, năm tùy. Mình rất là tùy. Khẩu cái tùy đó.
Rồi mà nó vẫn phải áo bên trong. Đây bảo không được hội đồng, về vẫn hội đồng. Đấy, chùa Đại Đức là lên. Tí nữa Hồng Quyên sẽ hát một hoặc là hai bài để làm lễ. Thì sáng đã làm lễ lúc 7 giờ nhưng mà Quyên không có hát. Cho nên Quyên sẽ hát. Chùa Đại Đức là lớn lắm vậy hả? Bài trí ở đây là hoàn toàn là bằng hoa tươi hết. Bây giờ là người thì cũng cũng đến cũng gọi là chưa có đầy đủ cho nên là mình được quay, mình được quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Dạ đúng rồi anh. Anh Đại, chùa này rất là đẹp và chùa này rất là linh thiêng. Ở đây thu hút rất là nhiều vị Phật tử cũng như là người dân ở khắp mọi nơi, kể cả những người ở bên nước ngoài về đây cũng đến ở đây nhiều. Thế này là ở đây là có một cái sau lưng đây là có một cái thang máy để mình đi lên trên bảo tháp. Bảo tháp thì Quyên sẽ quay trực tiếp cho cả nhà mình xem sau. Ở đây lầu rất là lớn đó nha, ai ở miền Bắc á hoặc là ở gần đây á thì xin mời đến chùa Thắng Quang ở Yên Phong. Đây là ngôi chùa của tập đoàn Hanaka xây dựng lên, là anh Nguyễn Ngọc Anh đó là xây dựng lên ngôi chùa này và anh cũng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Hanaka. Đẹp lắm. Xong rồi. Bây giờ ca sĩ ngồi la lết. Chị ơi, em có thể quay chị được không ạ? À dạ, chị có cho phép chưa? Dạ. Dạ. Đây là ca sĩ Hồng Hạnh. Trời ơi, nghệ sĩ chứ quên. Cũng bon chen lắm. Lúc này ca nhạc nữa. Ca cổ mà lúc này bon chen. Ca nhạc. Ối thì chắc chưa. Trên đời này không có ai mà như ông nói cho tóc tai rồi thì có rầu ghê luôn. Quay lại đi chứ mình quay lại sao tới. Đây là đẹp trai, đẹp trai. À, anh ơi, anh xin phép anh em có thể quay anh vô luôn máy em được. Dạ, anh cho. Được, xin phép được. Dạ. Đây đó, đây là nghệ sĩ Trung Tử Long, chắc cả nhà mình biết. Tự giới thiệu luôn, chiều cao 1m73, chứ không phải như ai kia là bỏ người kia, em nói người kia. Kia dạ, cũng chưa nói là 1m73 nhưng mà có mét nhà mặt phố 4 lòng to chưa người yêu chưa. Năm nay 27 tuổi. Ê dạ, anh có thể cho biết bao nhiêu cái xung xanh không? Ok cả nhà nha. Đúng rồi, Nguyên có chú Trung Tử Long. Anh ơi, ở trong đây gọi anh là chú. Ủa anh là anh. Đó là ông Mẫn Ngọc Anh đó quý vị. Cố gắng là ăn chay, nếu như nhà có người mất
Ở mình ăn chay đi, sáng giờ mình vẫn chưa ăn. Bánh ngọt thôi. Rồi. Ba tổ chức đã chuẩn bị rất là công bình, chào 18.000 người đang xem, à không 15.000 người rồi giảm lên, à tăng lên. Giờ này là không có ai xem đâu, mình lưu, mình quay để chủ yếu mình lưu lại để người ta sẽ xem sau, hiểu không? Anh em với cả nhà, đây là ca sĩ Hồng Quyên, các bạn đang theo dõi livestream của Hồng Quyên đấy. Ở tối live là không có nhiều, cũng tầm cỡ 200 người xem, nhưng mà bây giờ là mình lưu lại thôi, là chủ yếu là chấp chấp rồi chấp chấp. Dạ. Chấp gì không? Dạ. Hôm nay là em. Đây là em được đặt máy trước anh Trung Vũ Long và chị Hồng Hạnh. Là được. Xin phép là đã được quay là tôi rất là cảm thấy là rất là vui. Đó là mấy
không? Bây giờ cả nhà theo chung anh nha. Nhưng mà bảo tháp đó là một lần lên được có mấy người à? Bảo tháp là một lần lên được có mấy người lên rồi. Có mà em có quay mà. Dạ đúng rồi, buổi trường thanh nóng lắm anh Phú đi tèo. Hello bé Dương Tử Phiêu, quay hả? Thế em nghĩ là bọc ở trên đó đèn nó bị tối luôn này là bọc. Nước này có uống được không anh? Nước này uống được không? Uống được mà em uống tốt rồi. Em uống à gì hả? Uống, ok. Em lấy là uống rồi. Em lấy. Tí nữa em lấy. Vậy là nước này uống được hả? Uống rồi. Đúng rồi, nước này nước hoa lài mà. Nước chè hoa lài mà. Đặc biệt hôm nay là ăn chay. Ở trường này là hôm nay là ăn chay. Hello Như Võ. Chào Vinh Nguyễn. Em gửi YouTube gì thế? Chào Triệu Thắm. Em yêu singer Nguyễn Nghĩa. Để Quyên đi lấy một ít nước lọc uống nha. Vâng anh ơi, Vâng anh, đi mà lấy cái chai không, ở lại thằng đó lấy nước lọc Phật về uống kìa. Ở dưới đây nè, mình đổ nước vô trong cái ly nước đi, mình lấy cái chai. Nha. Vâng anh, bắt ra nào không? Để mình lại đi đổ cái đó thì nó lại... Cô uống nước cảnh không? Nước bây giờ mình phải đổ đi để lấy chai đó. Mình để đổ đi ở đâu đi. Kìa. Bây giờ Quyên tạm thời kết thúc nha. Quyên sẽ đi lấy nước. Uống thánh này nè. Hôm bữa trưa để cho mọi người còn phải đi dự lễ hoặc là... Em lấy cho, là chị cần.
và ban tổ chức đại lễ Phật đản chúng tôi xin được thông báo với toàn thể quý vị Phật tử và quý vị chúng